cái bột mình lắp nguyên mắm nha. Bỏ lên nè, mình bỏ lên, mình bỏ cái món Úc thì mình bỏ cái kiểu này nó dễ hơn. Mình bỏ cái này nó bự quá, cái này mình bỏ nó nhẹ thì mình đưa nó vô từ từ. Đẩy cục bột lên nhẹ nè, đó, đẩy cục bột mình nghiêng qua nghiêng lại cái móng tay nè. Đừng có vội vàng quá, đừng có vội vàng, đừng có hấp tấp, đừng có sợ. Okay. Nó chảy thì mình đưa nó vô trước, rồi mình vuốt vô nè, vuốt hai bên hông nè, vuốt hai bên hông, nó vuốt hai bên hông, nó kéo xuống thôi. Ở giữa nó dày quá thì mình kéo ra một chút, mình cứ kéo hai bên hông nhiều một chút, kéo hai bên hông nhiều một chút. Cái khúc này nó đầu nó chuẩn bị nó đông là mình phải kéo lại tay nè, đó lại tay nè, đưa xuống nè, xếp, đó đưa xuống nè, thấy chưa, đưa xuống, cái khúc bột cái cọ khô này nhúng cái nước nè, kéo tiếp nè, đó, kéo nè, đó kéo nè, kéo hai bên. Bên đây hai cái là bên đây phải hai cái, thấy chưa? Đó, kéo phải như vậy thì nó ra cái móng rồi, tới đây khỏe rồi đúng không? Tới đây mình xong rồi, giờ mình ém nè, mình ém nè. Giờ mình ém cho cái móng nó thẳng vô trong cái móng này. Đó, rồi mình ém nè, ém nè, ém nè. Thấy chưa? Ém nè, đó. Rồi mình lấy cục bột dư ra nè, đó. Cái đâu có dư đâu. Hết, cái đâu có dư chỗ nào đâu. Đó, thấy không? Bây giờ làm gì? Giờ mình chỉnh đốn xong đúng không? Mình chỉnh đốn cái móng nè. Ok, chỉnh đốn cái móng xong rồi mình làm gì? Mình coi trên đây nó thiếu nè. Ok, nó zoom ra nó thiếu nè. Ok, giờ nó thiếu nè. Thiếu ra thì mình cho nó thêm miếng một chút xíu thôi. Đây, bỏ lên, thấm xuống dưới. Đó, thấm nè, đó, kéo nè, kéo xuống nè. Cho nó sát vô nè, cho nó sát vô trong da thịt nè. Đó, nó sát vào trong luôn, đó, nó sát vào trong này luôn. Đó, mình chỉnh đốn sơ lại cái nữa là xong. Bây giờ là mình đã hoàn thành xong một cái móng, móng đốc có phần. Ok. Hello TV, hello mọi người. Số 10 cọ anh đang sử dụng là cọ số 14 nha anh chị em. Ok, bây giờ mình đang làm cái này là cái marble. Ok, cái marble thì trước khi mình làm cái marble đó thì đương nhiên trong cái đó mình phải cắt nhỏ cái miếng này. Cái này là cái giấy phôi. Ok, cái phôi mình để yên đây. Rồi mình làm trước khi mình bỏ marble đó là mình phải làm cái gì? Đây. Mình bỏ cái màu xanh lên trước. Nè, bỏ cái màu xanh lên nè, bỏ nhẹ lên nè. Cho nó chảy ra nè, đó, cho nó là bỏ tí màu trắng nè. Màu trắng bỏ ít thôi, bỏ dưới này nè. Đó. Bỏ ở dưới này nó mới đẩy lên được, đẩy lên nè. Bây giờ đẩy lên nè, đó, đẩy lên nè. Đẩy qua nè, xí, đó. Đẩy nè, đẩy nhẹ nè, đó, đẩy nhẹ nè. Xí. Đó, là mình quẹt xuống nè, quẹt xuống, quẹt xuống. Quẹt xuống, đó, quẹt xuống. Nhớ là ém nó vô nha, đừng có để cho nó chảy ra ngoài. Ok, đó. Cái phần đó thì mình làm yên đó. Là bây giờ mình bỏ cái màu xanh nè. Đây cái màu xanh này mình bỏ lên nè, đó, bỏ lên nè, bỏ lên nè. nó sẽ khi đang còn ướt nó sẽ chan hòa vào nhau. Ok, đó, bỏ màu xanh nè, bỏ cái màu trắng nè, bỏ màu trắng ở dưới nè, bỏ dưới này nè, đó, xong mình đẩy lên, đẩy nhẹ lên nè, đẩy nhẹ lên đẩy nè, nó chảy gì kệ nó, đó, đẩy lên nè, thấy cái màu xanh qua nè, đó, để đầu mình quét xuống nè, quét xuống luôn, được chưa, quét xuống luôn. Còn cái màu trắng nó còn nằm trên đây đúng không? Mình bỏ cái màu xanh lên là tự động nó lấp nè. Ok, bỏ cái màu xanh lên tự động nó lấp. Đây, tự động nó lấp nè. Ok, đây. Thấy chưa, tự động nó lấp nè. Nó lấp cái màu trắng này, thấy chưa? Đó, bây giờ mình từ từ. Đó, bây giờ mình làm gì? Bỏ tí xíu màu trắng nữa là xong. Đây, bỏ tí xíu màu trắng nè. Bỏ lên nè. Đó, đẩy nhẹ nè, đẩy nhẹ nè. Đẩy nhẹ nè, đó. Rồi, bây giờ mình chỉnh đốn nè, để nó mình cắt bỏ bột đi nè, thấy không? Bột nó mình đẩy nè, bây giờ mình làm cái gì? Chùi cái cỏ cho sạch. Chùi cho sạch tức là mình đẩy vô nè, đẩy hai cái phần này vô. Cho nó ngay cái móng. Hello Yaganiya. Tiếp thường hay là tiếp thẳng? Cái này là tiếp thẳng đó, nhưng mà nó thẳng nó méo xẹo rồi tình yêu chỉnh lại á. Cái tiếp này nó méo quá. Cái tiếp này giỏm. Do mình chỉnh đốn khi nào khô nè, khô xong rồi mình làm cái gì nè, đó khô xong mình chỉnh nè, chỉnh bột lại là cho nó đẹp nè, đó chỉnh lại cho nó đẹp nè mọi người, đó xong rồi phải không? Giờ mình làm cái gì? Mình lấy cái phôi nè, nay tình yêu bị allergy rồi, lấy cái phôi này bỏ lên nè, tiếp đẩy sát sát lên nè, đẩy sát sát lên đây nè, đó đẩy sát sát lên. Sát sát lên cho nó có cái dòng cung nè, thấy không? Nó dòng cung nè, đó, nó dòng cung nè. Đó, để sát sát lên, để sát sát này lên cho nó đẹp. Thấy rõ không? Zoom ra nha, zoom ra nè. Ok.
chị em thấy không? Nè đó, bỏ miếng nữa nè, bỏ miếng nó cho nó đẹp nè. Đó. Rồi cái miếng giấy này nó mỏng lắm. Ok, rồi mình đè nó vô là nó tự động nó chạy vô đây thôi. Cái nó chưa ok là mình đẩy nó lên chút. Nó mỏng mà, mình làm sao nó cũng đẹp hết. Ok, rồi giờ mình làm bên đây. Mình qua bên đây mình làm dưới này. Đó, mình làm dưới này mình bỏ từ trên này bỏ xuống. Đó. Mình cứ cắt cái miếng dài dài mình bỏ lên. Nhớ nha. Đó, nhìn nó đẹp. Nhìn nó đẹp nhất mắt luôn. Đó, bỏ đây nè, đó đây nè. Đó. Nó lui lại chút, lui lại. Đó, thấy chưa? Là nó đầy đủ rồi chưa? Chị, đó. Nhìn đẹp không? Xong rồi giờ mình làm cái gì? Giờ mình bỏ bột ly lên nha. Mình bỏ bột ly lên. Anh chị em nha. Thấy đẹp không? Thấy đẹp không? Đó, thấy đẹp không? Nè, giờ bỏ bột ly nè. Đó, bỏ bột ly nè. Bột ly bỏ lên nè, nhẹ nhàng nè. Bỏ lên nè, đi. Nhẹ nhàng thôi. Bung với cái cọ ra, chùi cái cọ cho sạch nè. Đẩy nè, đẩy cục bột nè. Đẩy nhẹ lên nè. Vừa đẩy lên là đập liền. Đẩy lên là đập. Mới nghe. Đập. Đó, chảy ra đưa nó vô trước. Đó, chảy là mình đưa vô trước, nó chảy là mình đưa vô trước, nghiêng tay xuống. À, nghiêng cái tay xuống cái đầu mình kéo nè, mình đập đập cho nó mỏng lên mình kéo nè. Thấy chưa? Mình kéo nè. Đó, kéo cục bột cho nó đều nè. Đó, thấy chưa? Nó chảy là mình đưa vô, nó chảy là mình đưa nó vô, đừng có để cho nó chảy ra ngoài. Thấy chưa? Chùi cọ nè, nhúng miếng nước cho nó đừng có bị dính cọ dính bột nè, vuốt nè. Vuốt nè, vuốt vô nè. Vuốt nè, vuốt vô nè. Đó, vuốt vô là nghiêng qua vuốt vô. Vuốt 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 mà vuốt từ từ vuốt cho nó đẹp cho nó láng đó. Đó. Vuốt nè đó vuốt nè vuốt cái cọ nè vuốt nè cho nó vô nè đó vuốt bột vô cho nó ngay nè ém nè ém chỗ nào về chỗ nào có là ém nè rồi vuốt tiếp tục nè đi đó thấy chưa rồi giờ mình cắt bột ra nè cắt bột lấy cục bột dư ra nè có bột dư nè, xong rồi chùi cái cọ nè, thấm đẩy hai bên đây nè, đẩy hai bên đây nè cho nó vô nè, cho nó đều nè, không cho nó đều cho nó đẹp nè, chị, cho nó đều cho nó đẹp, đó, rồi, bây giờ trên đây nó thiếu một chút cho nó một miếng, đó, bây giờ đó nè, ở đây mình làm từ từ cho mọi người coi, tại cái bàn tay này á, không thể nào nó gấp được, tại với phần mình không có khách đâu, bây giờ mùa này cũng ế hí mẹ luôn, ế chổng mong luôn, có con khách làm like mừng hí mẹ. Đó, thấy chưa anh chị em, nhìn nhức cái nách luôn. À, cọ hết rồi em ơi, cọ không có nữa. Ok, giờ mình làm món này tiếp ha. Làm món này tiếp nè. Ok, làm lại nha, coi cho kỹ nha, làm lại nè. Zoom ra chút xíu để nó bự quá không thấy được. Đó, hôm nay mọi người có thấy tình yêu không có làm gì không? Không có năn nỉ mọi người share nữa. Tại vì mấy người share, mấy người nói chửi tôi quá trời, tôi không năn nỉ nữa. Mọi khi tôi kêu anh chị em xe dùm hôm nay không có nói một tiếng nào luôn. Tại vì anh chị em có xe không là quyền. Tại vì cái này á, có nhiều người mình nói là anh chị em ơi xe dùm cho mình đi. Đó, 600 người coi mà chỉ có 50 người xe à. Bây giờ mình không năn nỉ nữa, mình không có năn nỉ mọi người xe nữa. Tại vì sao? Cái đó là cái quyền lợi của mọi người chứ không có tiền bạc gì đối với tình yêu, không có tiền bạc gì hết á. Cho nên tình yêu không có cần xe năn nỉ nữa. Tại vì năn nỉ mọi người xe đó, để chi đó, để cho người khác thấy thôi chứ không phải là tiền bạc gì đâu. Đó, thấy không, thấy tình yêu làm không, để đây nè, đây cái màu trắng nè, để lên đây, để nhẹ nhẹ lên cho nó nằm yên đó. Ở đầu mình bỏ thêm cục bột nè, cái tay của mình phải làm lẹ, mình phải uyển chuyển nó mới ra được, tại cái màu khi nó đang còn ướt á nó mới uyển chuyển được cái màu, phải không, nó mới ra được cái màu bồ, chứ anh chị em mà làm nó khô rang đâu có ra đâu. Rồi, bỏ lên nè, rồi bỏ lên nè, đẩy nhẹ cái tay nè, chỗ nào trống mình đẩy vô nè, thấy chưa, là tự động nó ra liền chứ gì đâu, thấy chưa. Cho nên á, cọ lắp số 14 em ơi, anh không có lắp 16. Anh có bán 16, 14 thôi chứ anh không có lắp 16. Hôm nay tình yêu bệnh rồi. Cuối tuần này có lớp mà còn bệnh nữa, trời ơi, chết luôn. Đó là chị em thấy không? Cái mô bột của nó mình để yên, mình đừng có đụng, mình chỉ cần mình đưa nó vô thôi. Chứ mình đụng nó mạnh quá là nó bị mót. Ok nè, tiếp tục nè, bỏ lên nè. Thấy chưa, khi nó đang còn ướt nè, đó mình bỏ lên nè. Đó. Đó, xong mình bỏ cục màu trắng nè, nè màu trắng này mình bỏ dưới này nè, rồi mình đẩy lên nè, đẩy vô nè, đẩy qua nè, đẩy lại nè. À, ví dụ nó bự quá là mình móc cái cục màu xanh lên nè, móc cái cục màu xanh lên mình đẩy qua lại nè. Đó, thấy chưa, đó là tự động nó ra thôi. Mình ém vô nè, đó ém vô, thấy chưa, thấy rõ không, đẹp không, nhức cái nách luôn. Chừng nào có cọ về hả, chưa biết em ơi, cọ bây giờ chán quá, cọ bây giờ chóng mặt quá.
cái gì nó cũng tiền tiền hết. Làm nail bây giờ làm nail bây giờ cái gì nó cũng lên giá, mà nail thì lên giá không được, chán quá. Đồ supply thì lên giá làm rầm mà mình lên giá không được đó. Anh chị em đẩy lên, đẩy sát lên, thấy chưa? Đẩy sát cho nó có vô trong cái vòng cung đó để mình bỏ lên cho nó đẹp, thấy chưa? Bỏ lên cho nó đẹp nè, đó. Đó, bỏ cho nó đẹp, cho nó chạy bên cái mé này thôi, đừng có bỏ nhiều quá, bỏ nhiều quá nó bị che lấp đi cái mobile của mình, ok? Thấy không mọi người thấy không? Cho nên chỉ cho mọi người cái đó cũng quan trọng lắm, anh chị em phải nhớ bỏ ít ít thôi, bỏ đừng có bỏ nhiều quá nó che, bỏ nhiều quá nó che, bỏ ít thôi, thấy không? Mình xếp nó thành một cái đường. anh mệt rồi em ơi, anh không có khỏe. Hồng ơi, anh mệt quá rồi đó. Đời là bể khổ, hết khổ là anh sắp sửa anh có cái lỗ rồi đó. Anh cũng đang tưởng tượng là anh sắp có cái lỗ rồi. Ok, là bỏ cái bột liêu lên nè, bột liêu nè, bỏ lên nè, tắm nè, bỏ lên nè, từ từ nè, bỏ nhẹ lên nè, xí đó, cái tay của mình bỏ nhẹ, chuối cái tay người ta xuống, đẩy cục bột nhẹ lên nè, đẩy lên nhẹ nè, đẩy nhẹ nhưng mà đẩy nghiêng cái cọ nha. Nghiêng cái cọ là nghiêng 45 độ cái cọ đấy, anh chị mình đập cái bột nó mỏng giống gì trơn á, anh chị em cứ đẩy thẳng vô vậy nó chạy thẳng vô trong đó là nó dày cua luôn á, hiểu không? Đắp bột cũng là một nghệ thuật chứ không phải là dưỡng chơi đâu, nó không phải giống như dip em bỏ vô cái em dip đâu, cái cọ của mình nó quan trọng lắm, nó nằm bao nghiêng bao nhiêu độ để nó làm cái cục bột nó bị đẹp đó, nó chảy là mình cứ đưa vô, mình đừng có vội vàng vuốt chi để cho nó ráo cái đã, tại vì khi mình đang còn ướt một thọt cái cọ vô là nó bị dính vô cái cọ, cho nên khi này mình chỉ lắc mình đưa cục bột vô thôi. Thấy anh không có vuốt không, anh để cho nó ráo cái đã, là bây giờ trên đây nó ráo nè, đó trên đây nó ráo là mình ấy trước nè, đó mình ấy trước nè, thấy chưa, ấy trước không, đó ấy trước cho nó đều cho đó, xong rồi xuống đây mình nó ráo là mình mới vuốt được, chứ không thôi mình vuốt mà nó sẽ đi luôn, dính vô cái cọ. Còn cái này mình đợi cho bột nó ráo là mình mới vuốt được, hiểu không? Đó, như vậy là mình mới khô vào được cái cục bột lia. Cục bột lia mà anh chị em làm thấy nó bấy nhầy à. Cục bột lia mà bỏ lên anh chị em làm nó nhão nhép không được đâu, nó từ lưa hết à, không được. Ok. Đó, vuốt xuống này đó, em xuống vuốt, thấy chưa? Đó. Rồi, em là em chỗ nào cần em thì em, chỗ nào cần vuốt thì vuốt. Chỗ nào cần thọt thì thọt, chỗ cần nào đâm thì đâm. Rồi, lấy cục bột dư nè. Dạ chưa anh chị em ơi, có chưa? Địa chỉ học ở đâu vậy anh? Ồ, ở Houston em ơi. Ở tình yêu đây dạy ở Houston đâu mà. Tình yêu không có dạy chỗ khác đâu. Tình yêu dạy ở Houston đâu mà nha. Rồi, bây giờ mình dập cho nó đều, cho nó cục bột nó đều, cho nó đẹp nè. Đó, nó đều đẹp thấy chưa? Giờ mình ém cho nó vô cái móng nè. Đó, cho nó vô cái thân móng nó vô, nó nhìn cái coffin nó đẹp. Anh chị em phải nhớ vậy chứ mình đừng có dũa, mình nói ôi tôi đắp lên đi tí xíu tôi dũa má nhận không ra luôn á, nó dày rồi má nhận không ra luôn đó, là thôi mình phải đắp bột nha, đắp bột cho nó đẹp nha mọi người, đắp bột xong ém vô đó, ém vô coi cho nó đẹp đó, như vậy đó. Rồi bây giờ mình làm một món này mình đắp bột nguyên móng nè, ok tí xíu mình cắt cái bột và cắt sau cùng nha. Houston ở chỗ nào hả? Houston ở gần sân bay em ơi. Đây, bây giờ mình lấy cục bột nè. Nè, lấy cục bột nhiều này thấy không? Ngón cái thì mình lấy nè, để lên nè. Ngón cái để nhẹ lên nè, đó mình để nhẹ lên nè, đó mình nhớ chuối cái tay người ta xuống là mình đưa cái chỗ dày này mình đưa vô liền. Đó cái chỗ dày này là mình đưa vô liền để nó chảy. Thấy chưa? Đó, rồi xong rồi mình lo cái cuticle nè, nhẹ nhẹ nè. Ví dụ mình lo nó bị gì mình cứ lo cái thân trước. Đó, lo cái thân trước. Gọi là thân ai lấy lo đó, lo cái thân trước. Lo cái thân cho đẹp, không cần phải lo cuticle trước đâu. Mình bỏ đẩy nhẹ nhẹ lên thôi, nó good thì ok, mà nó đang chuẩn bị trên đà mà nó gấp cho mình thì mình lo cái thăng trước đó, mình lo cái thăng này đó. Mình lo cái thăng, bây giờ mình lo cái thăng mình kéo này đó, mình kéo là mình vừa kéo vừa ém này đó, ém này thấy chưa, kéo vuốt từ từ bột, cục bột nó láng là mình thấy không, cái thăng của nó là nó phải có độ mô này thấy không, tình yêu để nghiêng qua cho mọi người coi là vuốt bên đây mỏng này đó, vuốt bên đây mỏng này bây giờ vuốt này, để như vậy mà còn coi không được nó là thua luôn. Nào giờ mình coi cái chỗ nào là mình nó dư ra nè, ém nè. Thấy không? Cái thân cái mắt của mình phải nhìn cái thân của nó, chỗ nào nó dư là mình dùng thân mình ém nè, đó. Mình dùng thân mình ém xong rồi mình lo đầy đủ hết rồi mình đưa xuống là xong rồi vừa. Đó, lấy cục bột dư ra nè. Đó, lấy cục bột dư ra. Nó không dư thì càng tốt. Đó, không có gì hết. Thấy chưa? Giờ mình ém nè, ém nè, ém nè. Thấy cái thân nó đẹp không? Đó, bây giờ mình còn trên đây nó thiếu rồi thấy không? Trên đây nó thiếu thì mình làm.
trên đây nó thiếu thì mình lấy một cục chút xíu nè, bỏ lên đó, bỏ cục một lên là đẩy nhẹ nhẹ lên nè, đẩy nhẹ nhẹ lên là thấy không, đẩy nhẹ nhẹ lên không đập nè, vừa đẩy vừa đập nè, kéo bây giờ đẩy đập nè, kéo đẩy lên sát nè, đẩy lên sát lên đó, sát lên trên da thịt cho nó luôn. Rồi là mình lấy cái cọ là mình rửa nè, chúng miếng nước nè, mình lên hai bên đây nè, lên hai bên nè, đó lên cho nó đẹp nè, nhẹ nhàng cho nó đẹp nè, lên nè, thấy chưa, lên nè, đó nhớ là phải hai bên đây nó có bột, hai bên đây nó có bột, như vậy nó không có bị thiếu. Anh chị em phải nghiêng cái móng người ta qua anh chị em mới thấy đường được, chứ không thôi không có nghiêng qua là không có thấy đường. Ok, rồi bây giờ mình làm cái này, cái phần này là phần cắt bột, cái phần cắt bột nha, cắt bột nè, bây giờ đây cắt bột mình lấy cái màu Go, cái màu này là cái màu Go CX15, nó là CX15 của tình yêu nha, CX15 nó là màu Go nè, cắt cái màu Go trước, nó là clear the đó, nó là clear the nè, đó clear the nè, thấy chưa, mình bỏ lên nè, bỏ lên nè, nhẹ thôi, để nhẹ nhẹ từ từ, không cần phải gấp, chùi nè, lo nè, nhưng mà phải để cho nó dày nha, đừng để cho nó mỏng nha mọi người, để cho nó mỏng, mỏng là mình cắt không có được, không có đẹp. Đó, để đưa vô thì từ tại cái bột leader nó lâu khô lắm, mình không có gấp được đâu, đừng có gấp, không cần gì phải gấp. Ngày tình yêu bệnh rồi, nay bệnh rồi, nay ho quá rồi. Đó, anh chị em nhớ cố gắng này đó, cố gắng này đó, cố gắng này, cố gắng đưa cục bột vô nè, đừng có gấp, từ từ, tại vì cái bột đang còn khô ráo là mình cắt không có được đâu, đừng có gấp, làm cho nó đẹp, cho nó lo cái kia cho nó đẹp nè, lo cái kia cho nó đẹp, tại mấy cái nào cần thiết là mình phải lo, là mình phải lo, còn cái nào mình không cần là mình không cần phải lo, nhớ không? Đó, đưa xuống nè, lo hai bên hông, đừng để nó dư nè, đừng có để clear nó chạy ra ngoài nó dơ tay người ta, đó, đưa xuống nè, thấy chưa? Dập, 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 đó, đưa xuống từ từ, nè, chùi cái cọ nè. Chùi cái cọ nè, đó. Rồi, rồi, em vô nè, em lấy bột ra nè, đó, em lấy bột ra, tại nó chưa có khô đâu, đừng có sợ, nó cắt không được nha. Lo cho nó sạch sẽ, lo cho sạch sẽ, lo cho sạch sẽ, rồi, giờ mình để đây mình chuẩn bị mình cắt. Ok, mình cắt nha. Đẹp rồi, giờ mình cắt thôi. Rồi, dùng con dao tề thiên đại thánh nè, chùi cái cọ cho sạch để nó dính dơ. Đây là con dao nó mới mới nè, con dao này dao mới, nó bự dễ cầm. Ok. Ho nhiều quá vậy anh. Ồ, anh đang bị ho em ơi, em có thể nào em gửi thuốc ho qua cho anh không Andy? Gửi thuốc ho qua cho anh nha. Hello anh David. Hello anh David cao. Ok, nè giờ mình coi nè, mình cắt từ cái mép này, những cái mép này nó phải giống nhau. Mình căng ngay đây nè, đó mình căng đây thì mình phải cắt này, đó cắt nè, cắt qua nè. Bây giờ mình lấy nó ra nè, đó lấy nó ra nè, đó lấy nó ra. Bây giờ cắt nè, phải cho nó hết luôn, rồi lấy nó ra. Lấy cục bột ly ra nè, đó lấy cái ly ra nè. Lấy ra, đó, đừng để cho nó dính trên da thịt người ta thấy chưa? Đó, chùi lấy ra. Không cần phải gấp, từ từ thôi, lấy cho nó ra cho nó sạch sẽ. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình cắt bên đây thì mình phải căng ngay đây. Mình cắt làm sao cho cái đường này nó nằm ngay chính giữa. Được, hiểu không? Đó, hiểu không? Nè, đó, để thấm vô miếng con dao vô cái nước ly thịt. Xong mình cắt là canh ngay đây phải không? Phải qua đây, đó, ngay đây, canh. Cắt là, đó. Đẩy nó ra, đó, đẩy nó ra. Thấy chưa? Đẩy nó ra. Thấy không? Bây giờ ví dụ mình đang, nó đang trong đà này, mình lấy cái bột dư ra trước. Tại cái này nó đang còn méo, kệ nó, đừng có gấp gáp. Đang còn méo mình đừng có lo, mình lo với mấy cái phần này trước, tại vì cái bột nó đang còn ướt á, chưa có phò cho nó được. Rồi bây giờ mình chỉnh lại nè, mình chỉnh lại nha, chỉnh lại nè, chỉnh lại cho nó ngay nè, đó, chỉnh lại nè, nghiêng qua chút xíu cho nó ngay. Đó, lấy ra nè, đó, lấy ra. Nghiêng qua bên đây chút, lấy này ra, chưa nó ngay nè, đó, chưa nó ngay lấy ra. Từ năm nay thấy chưa? Rồi, nó ngay chưa? Nó ngay chưa? Nó ngay rồi đúng không? Nó ngay chưa? Ngay rồi. Rồi. Rồi lấy bột ra nè, đó xong rồi nó khô rồi nè.
Người nó ho nó mệt đuối rồi. Mà làm hoài nó bệnh rồi. Ai đuổi ham tiền chi. Gặp như người ta ở Việt Nam giờ này có ghệ đẹp chăm sóc ha. Ở Việt Nam mà có tiền mà vợ đẹp chăm sóc tới nó uống nước gừng đi anh, uống thuốc đi anh. Ai biểu cho mày qua Mỹ hả? Cho mày qua Mỹ cho mày nhớ đòi qua Mỹ ha. Ok, giờ mình làm cái bột màu, anh chị em nhớ một điều là khi mình làm bột màu là cái bột lia này nó dính đây, mình phải lật cái tờ giấy qua đây. Đó, lật cái tờ giấy lại. See, lật cái tờ giấy lại thì bột màu nó không có lia được thì nó sẽ không có dính. Bây giờ mình bỏ màu trắng lên nha. Đây. Đây mình bỏ cái màu trắng lên nè. Anh chị em thấy không? Màu trắng này bỏ lên. Đó, đưa bột lên nè, đưa từ từ, đưa từ từ. Đưa từ từ lên, đó, đưa từ từ lên, đưa lên. Xong rồi kéo xuống nè, kéo xuống. Kéo vô. Đó, rồi bên này đẩy lên nè, bên này đẩy lên. Đẩy cục bột lên nè, đó, đẩy cục bột lên. Đẩy lên. Xong rồi kéo xuống nè. Kéo xuống đó. Rồi mình kéo vô nè. Kéo vô. Kéo cục bột vô. Thấy nè. Rồi kéo cho nó dày. Giờ nó dày nè. Kéo vô, kéo vô. Ném nó vô. Ném nó vô. Ném nó vô. Ném vô. Ném nó vô. Cho nó dày. Bột là phải cho nó dày mới cắt mới được nha. Chứ không thôi là cắt không có được. Can I help you? Yeah. Số điện thoại của anh hả? 83281 702 8760. Ok. Nhưng mà chị đang, anh đang làm live em ơi. Hello. Đó, giờ mình cắt nè. Đó. Rồi, chỉnh đốn lại chút xíu đi. Chỉnh đốn lại chút xíu. Chỉnh đốn lại cho nó ngay. Trời ơi. Em lại em hỏi đó coi em có cái chuyện gì không. Ok, nó ngay rồi đúng không? Nó ngay rồi nè, nó ngay rồi. Bây giờ mình bỏ cái màu xanh lên ha, bỏ cái màu xanh lên. Đang làm mà có nhiều côn, có nhiều chuyện phải làm quá mệt thiệt đó nhá. Kéo nè, kéo vô nè mọi người, kéo nè, kéo vô nè. Bây giờ kéo vô không? Đó, cho nó ra nè. Xí, đẹp không? Thế rồi, mỗi lần xem live phải uống thuốc chứ nhức nách hoài xong. Đâu có đâu, cái này anh chị em phải cố gắng thôi. Chứ có gì đâu khó khăn đâu, nói gì thôi chứ. làm nail ăn thua cái sự bình tĩnh của mình làm nail mình đừng có rối, mình làm nail mình cứ từ từ, mình đừng có rối, mình rối là nó đi không có đúng. Thường mà làm nail, đa số những người mà làm nail là tâm lý hay bị vấn đề lắm, cho nên mình làm nail mình đừng có ngại, từ từ thôi, thấy không? Bây giờ mình bỏ cái bột lia lên đây, bỏ cái khúc này thôi, đó, cái khúc này thôi. Khúc này thôi nè, đó, giờ khúc này nè, bỏ tí xíu bột lia lên, là tại vì nó kim tuyến á, mình phải bỏ lên nè, bỏ bột lia lên.
trên tuyến mình phải bỏ lên đó, để thôi nó trong thôi là nó tí dũa, nó dăng cái leader cho nó hư cái bột leader của mình, là nó không có đẹp, nó không có sáng, nó bị giống như bị lát vậy đó. Ho nhìn ghê quá, ho giống như ho gà vậy. Ho chuẩn bị qua chuyển qua bệnh ho lao luôn là chết luôn. Rồi anh chị em nhớ không, thấy đẹp không? Rồi bây giờ tí xíu mình trang trí lên sau, rồi bây giờ mình dũa nha. Hôm nay anh ho quá rồi em. Ôi, em có chút tiền rồi gửi qua cho anh mua thuốc uống không? Cho anh chút tiền gửi qua cho anh mua thuốc uống đây. À, thấy tình yêu dũa không? Dũa nhẹ nhàng nha, dũa từ đây dũa nhẹ nhàng thôi, đừng có dũa mạnh tay quá, anh chị em dũa mạnh tay làm chi. Thấy không, thấy tình yêu dũa không nè, bột nó dư nè, dư là mình lấy dưới này nè, đó mình cắt lên nè, thấy chưa, nó không bao giờ nó bị đứt tay. Thấy không, nó là dũa thôi, nó dũa nhẹ nhàng, dũa đi nhẹ nhẹ nè, thấy chưa. Cái cây cọ, cái cây dũa mình là kéo lên, kéo xuống nó dài ra, chứ không phải dày đâu nha. Ai mà dũa neo mà dũa dày, nó có một khúc đây à. Tự nhiên cái dũa nó dài thòng lòn, tự nhiên có dũa kéo lên, kéo xuống không chịu. Kéo lên, kéo xuống vậy không chịu đâu, mà cứ kéo vậy nè. Tôi đi dạy neo mà tôi thấy mấy người tôi dũa, tôi cười lắm, dũa vậy nè. Hỏi dũa gì vậy? Nói em dũa neo gì kỳ vậy? Cái dũa đây, từ đây nó làm chi vậy thôi, nó làm tới đây thôi, nó dũa đây thôi, chứ cần gì nó làm chi nó dài tới đây chứ gì vậy? Hiểu không? Cho nên nhiều khi có đó cũng là một cái kinh nghiệm. Nhiều khi mình kéo dài như vậy nó ăn bột lẹ hơn. Cho anh chị em mà cắt miếng như vậy nó ăn chậm lắm, nó không có ăn được đợt bột đâu, hiểu không? Dạ cảm ơn chị Cathy. Cho nên mình đắp bột á, anh chị em nhớ cố gắng á, khi mình đắp bột á, mình đã dùng cái xếp đẹp rồi là mình phải đắp bột vô trong cái xếp đó, buộc mình phải đắp bột vô trong cái xếp này nè, để chi, để cho nó ra cái xếp nó đẹp, mình vũ nó ít. Kêu con nghệ phía sau hả, nó giọng cho má nhận ra luôn. Mình ơi, mình đi mua thuốc cho mình được không mình? Đi, mình phải kêu ngọt ngào tao mới mua chứ. Ông đang bệnh mà ông tưởng là ông là trời hả? Kêu đi hả? Đang nghĩ thấy mẹ luôn. Bệnh có chút xíu là giống như là hả, ăn mài đứt tay ở nhà giàu lỗ ruột. Còn lúc người ta bệnh thì mình không lo chăm sóc cho người ta, đâu có đốt đâu. Thôi kệ, ráng đi cưng. Rồi sẵn hôm nay tình yêu quảng cáo luôn, là tình yêu đã có cái đầu dũa mịn về rồi, ok. Anh chị em nào muốn order thì cứ việc order ha. Đây đầu dũa mịn, chút sữa tình yêu dũa cho mọi người coi. Dũa mịn đã lắm, dũa mịn rất là sướng. Muốn quá. Đắp cho cố vào dũa lên. Cuộc thấy anh làm nhẹ nhàng quá, mình dăn neo mà mình không chớp mắt. Dạ cảm ơn. Nhớ như cố gắng cho mọi người, thật sự ra mình nói thật đó, tại vì anh chị em á, anh chị em làm neo, anh chị em thành thói có thói quen thôi, chứ còn anh chị em thay đổi cái bản thân mình, thay đổi cách làm của mình một chút rồi mình sẽ perfect, thật sự là như vậy. Rồi anh chị em làm theo cái thói quen, anh chị em đắp dày, anh chị em đắp chấp lên rồi, anh chị em có nói là đắp lên xong dũa, nhưng mà thật sự ra khi mà mình đắp lên rồi mình dũa ra nó không có đẹp, thật sự là như vậy. Mình dũa ra nó không đẹp là tại vì sao? Tại vì cái móng nó dày quá, mình đâu có đắp được, mình đâu có dũa nổi, mình dũa nó không có hết nổi. Còn cái mình đắp bột mà mình gom vô trong cái móng là mình vô tư lắm, mình chỉ cần dũa nhẹ nhàng thôi, không có cần mạnh bạo đâu, đó nhẹ nhàng đưa hai bên vừa kéo lên kéo xuống thôi là nó đã ngay rồi, thấy không? Cái móng tên có cái anh chị em thấy không? Đó mình dũa cái đầu này cái nữa là nó ra cái phần cực đẹp luôn, ngay cả ở ngoài mình nhìn mình cũng thấy đẹp nữa. Đó cái cặp mắt của mình đó, giờ mình đưa cái tay vô mình coi, đó cái bàn tay mình đưa vô mình coi nè, đó mấy cái ngón này nó đều với nhau như vậy thì nó mới đẹp được. Đó, mình là để nằm xuống để hướng lên chạy đó. À, để nằm xuống chạy nè. Nó không có bị đứt tay đâu mọi người nha. Đó mình sẽ chỉ cho nó chỉnh nè. Đó, ví dụ như bên đây nó dư bột mình cà luôn nè, ăn bột cũng được nè. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Đẹp không? Rồi, chỉnh đốn luôn. Nhớ là mình phải chạy máy lớn thiệt là lớn nha. Nhớ là phải chạy máy lớn nha mọi người. Mùa này sáng uống ly gừng tắm đỡ lắm anh già, đúng rồi. Nhưng mà tại vì anh chị em hiểu không? Tại vì sáng á, mình bà xã nó làm thực, bà dậy trễ, cho nên mình dậy sớm mình cũng làm biếng lắm mọi người. Mình không có, mình ngủ dậy là mình đánh răng, súc miệng là mình đi mua cà phê, mình uống, mình đi làm luôn mà.
chứ mình đâu có rảnh mình pha ra dậy sớm thiệt là sớm để pha nước gừng đâu. Nói chung là tại vì có nhiều công việc có nhiều công việc quá đó. Thật sự ra mỗi người có một cái cách sống, tại vì tình yêu có nhiều công việc quá rồi phải lo dậy sớm, mà bà xã thì lo mấy đứa đưa cho mấy đứa nhỏ đi học rồi về ba phải nằm nghỉ lại chút xíu, cho nên có nhiều cái có mỗi người một cách sống cho nên nhiều khi cũng khó lắm. Ví dụ anh chị em á, sáng mà ngủ dậy sớm á, ví dụ như vợ chồng đồng lòng mình ngủ sớm á, ví dụ như 10 giờ mình đi ngủ đi là 6-7 giờ mình, ví dụ như 5-6 giờ mình dậy rồi đó, mình lo cho con cái ăn uống rồi vợ chồng chung với nhau. Còn cái này nhiều khi nói thiệt với anh chị em 2-3 giờ sáng mới đi ngủ thì thời 2-3 giờ sáng mới đi ngủ thì đâu có thời gian làm chuyện gì khác buổi sáng đâu, mệt quá. Mệt quá rồi phải đi ngủ cho nó đủ giờ để mà đi làm. Rồi sáng ra tiệm một cái là coi như lu bu cả ngày luôn đó, vừa làm nail rồi vừa làm like rồi vừa làm đủ thứ, anh chị em cũng thấy không. Rồi anh chị em nhớ nha, nhớ giữa bằng cái đầu vũ nhọn đó, giữa bằng vũ nhọn nè đó, vũ nhọn xong rồi mình clean ở dưới luôn, clean ở dưới cho nó sạch nè đó, mọi người thấy không đó. What's up, Jesse? You say your appointment today 5 o'clock? Nó ăn đã lắm. Mình đã gom rồi, mình gom. Anh chị em có nhu cầu muốn mua thì gọi ha. Đây nè. Chị em biết cái đầu giữa người khác của người ta là cái gì? Khác của người ta là cái gì đúng không? Cái chân này nè, khác là cái chân này. Cái chân này tình yêu làm step by step nè, nó rất là cứng, nó không có bị rung. Ok. Chị em nào muốn mua cái đầu dũa này thì gọi ha, gọi số điện thoại thì như là có hàng rồi ha. Tình yêu không dám nói nhiều sợ nó ho, nó khô cổ, nó ho. Cho nên anh chị em có muốn gì hỏi ha, thì tình yêu trả lời. Chứ nói quá trời nói nó bị ho, nhiều khi nói nhiều quá nó bị ho, khô cổ. Thông cảm nha, thông cảm cho người bệnh. Thông cảm cho người bệnh nha, đang bị bệnh. Đẹp nhất nét luôn, đầu vũ nó vũ đã lắm mọi người. Thật sự ra mình nói thiệt là vũ mịn, vũ sướng, vũ đúng sướng luôn. Thứ nhất là nó sát ở trong vi cò nè, đó, nó sát ở trong vi cò nè. Vũa cái đầu vũa nhọn xong rồi vũa một lần thôi là nó ok liền. Nó ôm á, cái đầu vũa này nó ôm lắm, nó ôm sát mà. Nó không có bị dốc, nó không có giật lại. Cái đầu vũa này nó vũa nó không có bị giật ngược lại. Mà lỡ vô tay thì nó không đứt tay nha.
ho hoài, ho là ho mà đến nỗi mà làm phiền mấy người coi luôn. Có phiền không anh em, có phiền anh em coi không? Ho, ho có làm phiền mọi người coi không? Đẹp không? À. Anh chị em ơi, đẹp quá, chịu hết nổi à. Bắn vào trái tim đi, please. À. Thấy không? Đưa sát xuống cho mọi người coi. Rồi, xin cảm ơn mọi người nha. Tình yêu xin tạm biệt và dừng chương trình ở đây nha. Hẹn chương trình kế tiếp nha mọi người. Bye bye.